chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm qua, khối không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường yếu, nên ở tại các tỉnh Bắc Bộ, nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 1 độ và trời đôi lúc có mưa nhỏ lất phất với lượng mưa không đáng kể. Ngày hôm nay, sương mù nhẹ vẫn duy trì và nhiệt độ tăng chậm trở lại với mức nhiệt thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 15 cho đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Trưa chiều, nhiệt độ tăng dần lên mức từ 20 cho đến 23 độ, riêng với khu vực Tây Bắc như ở Điện Biên và Lai Châu có nơi còn trên 25 độ. Lui xuống một chút ở các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết cũng phổ biến là ít mưa, sáng sớm có sương mù và tiết trời chỉ ở ngưỡng rét nhẹ, tạo điều kiện cho các sinh hoạt thường nhật của người dân trên khu vực trong ngày hôm nay. Riêng các tỉnh ở Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc ở rìa phía Nam khối không khí lạnh nên trời khá nhiều mây và đôi lúc có mưa, tuy nhiên lượng mưa không nhiều. Các tỉnh từ Khánh Hòa cho đến Bình Thuận, trời nắng ráo và nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở mức từ 29 cho đến 31 độ, thích hợp cho việc sản xuất vui chơi giải trí, cũng như là việc sơn sửa nhà cửa để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ sắp tới của người dân khu vực. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong những ngày vừa qua, thời tiết trên cả hai khu vực đều duy trì trạng thái khá ổn định và chưa có những thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, nhiệt độ về đêm và sáng giảm mạnh khiến cho cảm giác khá rét ở vùng cao Tây Nguyên và se lạnh ở khu vực Nam Bộ vào thời điểm này. Cho đến sáng nay, nhiệt độ của khu vực này có xu hướng tăng lên nhưng còn khá thấp, chỉ ở ngưỡng từ 15 cho đến 18 độ ở Tây Nguyên và từ 21 cho đến 24 độ ở khu vực Nam Bộ. Trong ngày trời có nắng nên nhiệt độ trưa chiều sẽ ở mức từ 25 cho đến 28 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ ở các tỉnh Nam Bộ. Và tiếp nối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết cụ thể ở các thành phố lớn trên cả nước trong ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, sáng sớm nay ở thủ đô Hà Nội nhiệt độ ở mức từ 15 cho đến 17 độ, sau tăng lên và đạt ngưỡng là 20 đến 21 độ vào thời điểm trưa chiều và giảm xuống dưới 18 độ vào tối và đêm nay. Nền nhiệt trong một vài ngày tới có xu hướng tăng nhẹ, tuy nhiên khả năng sẽ xuất hiện sương mù nhiều hơn vào thời điểm đêm và sáng, nên phần nào cũng ảnh hưởng đến sự lưu thông của quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay ở thành phố Hải Phòng thì mưa nhỏ chỉ xuất hiện thoáng qua ở một vài nơi vào sáng sớm và nền nhiệt ở ngưỡng trời rét với mức nhiệt thấp nhất trong ngày chỉ trong khoảng từ 15 cho đến 16 độ vào sáng sớm, sau đó đạt khoảng từ 20 cho đến 21 độ vào thời điểm giữa trưa. Ngoài khơi cùng với sự suy yếu của không khí lạnh nên sóng gió cũng yên ả dần. Tại thành phố biển Đà Nẵng ngày hôm nay, trời khá là nhiều mây, đôi lúc có mưa, nhưng lượng mưa không nhiều và tiết trời rét nhẹ vào thời điểm sáng sớm, nhưng mát mẻ vào trưa chiều. Nền nhiệt trong cả ngày phổ biến ở khoảng từ 19 cho đến 27 độ. Nhận định xa hơn, trong một vài ngày tới, trời chuyển khô ráo hơn và nhiệt độ cũng có xu hướng tăng lên. Vì vậy, đây sẽ vẫn là điểm đến lý tưởng cho những dự định nghỉ dưỡng của quý vị và các bạn. Nằm xa hơn về phía Nam, thành phố biển Nha Trang những ngày vừa qua, thời tiết rất đẹp với tiết trời nắng ráo, nhiệt độ và độ ẩm vừa phải cùng với gió biển thổi nhẹ nên rất thuận lợi cho hoạt động du lịch biển. Dự báo trong ngày Chủ nhật cuối tuần này và những ngày đầu tuần sắp tới, thời tiết ở tại đây ít có sự biến động, tối và đêm trời mát mẻ, ban ngày có nắng nhẹ, với nhiệt độ trưa chiều trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ nên tiếp tục thuận lợi cho mọi hoạt động du lịch ở thành phố biển xinh đẹp này. Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh Nam Bộ nói chung trong ngày hôm nay và những ngày tới đều có nắng từ khá sớm và kéo dài đến chiều muộn, với nhiệt độ cao nhất ngày ở mức từ 32 cho đến 33 độ. Cùng với đó là độ ẩm không khí vào thời điểm giữa trưa khá thấp ở dưới ngưỡng 60%. Vì vậy, quý vị vẫn nên lưu ý là uống nước và bổ sung đủ rau xanh, trái cây trong điều kiện thời tiết này để bảo đảm sức khỏe ổn định. Điểm dừng chân cuối cùng trong ngày hôm nay là ở thành phố sông nước miền Tây mang tên Cần Thơ. Ngày hôm nay trời cũng có nắng với thời gian nắng có thể kéo dài đến 10 tiếng và nhiệt độ giữa trưa ở mức từ 32 cho đến 33 độ, sau giảm xuống dưới 27 độ vào khoảng sau 19 giờ, nên tiết trời chuyển mát mẻ vào tối và đêm. Thưa quý vị và các bạn, nhìn chung trên phạm vi cả nước, thời tiết trong hôm nay và ngày mai đều khá thuận lợi cho hoạt động giao thương cũng như là việc chuẩn bị đón Tết của người dân. Tuy nhiên, quý vị vẫn nên chủ động đề phòng hỏa hoạn, đặc biệt là đối với các tỉnh ở Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ trong điều kiện thời tiết nắng nhiều, nhiệt độ cao và độ ẩm không khí tương đối thấp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin kính chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành.